trò chơi bánh xe mặt trời tại VinWonder Phú Quốc. Dù nhìn từ xa hay gần, bánh xe khổng lồ Ferris Wheel trông cũng rất ấn tượng. Bánh xe khổng lồ chắc chắn sẽ là điểm nhấn thú vị trong hành trình khám phá Vinpearl Land Phú Quốc của bạn. Đi một vòng trên bánh xe mặt trời, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu VinWonder Phú Quốc và các khu lân cận với bãi biển dài sóng vỗ ra khơi, các dãy núi trùng điệp và rừng của VinSavory và các tổ hợp như Grand World, VinWorship, Vinpearl Woodland, v.v. Cảm giác ngồi trên cabin của bánh xe mặt trời cũng thật là thư giãn. Ngắm cảnh toàn bộ khu Vinpearl Phú Quốc